Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bạn một khu vườn của Hàn Quốc, Jay's Garden. Và Jay's Garden ở Gangwon-do, Hàn Quốc. Và đây là một khu vườn hoa rất là đẹp và nổi tiếng tại tỉnh của mình. Đi vào đi, đi vào đó. Tạo hình nào đó. Ui giời, đẹp thế này hơn gì. Và đây là khu vực ở ngoài cổng đấy các bạn ạ. Các bạn có thể thấy cái view này mà chụp hình tự sướng thì đúng là tuyệt vời. Và đây là một cái view rất là đẹp ở cái khu vực này. Ở cảnh đằng sau nữa, thêm một bầu trời nữa. Ví dụ như là có một đám mây xanh xanh nữa thì đúng là tuyệt vời. Rất là lãng mạn và lên thơ, cảnh rất là Tây và rất là châu Âu. Đây, khi mà vào thì sẽ mua vé và một vé. Vé này là vé mình được miễn phí của một người bạn cho. Thì hôm nay mình đi chơi, tôi không biết là mua vé thì bao nhiêu tiền. Ở đây nó ghi là 3.000, thế vé vào cửa là 3.000 won hả Cúc? Không, vé này đắt mà, 9.000 hay 10.000 gì ấy. Thế à, lần trước mình mua là bao tiền? 9.000 won. À, lần trước mua là 9.000 hả? Vé vào cửa là 9.000 won. Thế nó đóng đóng cái dấu ở đây. Một vé này là mình được hai người đi. Wow, đây có hoa này, hoa rất là đẹp. Thế hả? Nhiều hoa lắm mà chị. Ồ, hoa đẹp quá. Hoa này là hoa gì đây? Giống như hoa thủy tiên thế nhở? Nhìn rất là đẹp. Hoa rất. Ở bên trong thì rất là đẹp, cũng đúng không các bạn? Các bạn có nhìn thấy ở đây là nơi nghỉ ngơi, uống nước, ngồi có thể mua cà phê hoặc là gọi đồ ăn ở đây khi mà bạn đói hay là bạn mệt. Đây là cái nơi mà ngay ngoài cổng thôi. Và bây giờ mình sẽ đi vào bên trong khám phá xem là cảnh quan ở bên trong như thế nào nhé. Wow, rất là rộng và rất là đẹp, rất là tự nhiên và phong cách thì rất là châu Âu. Những cái bình hoa rất là đẹp đúng không ạ? Ở khu vực này thì có lẽ là cái tòa nhà này là to nhất và là đẹp nhất. Và đây là những cái bình hoa mà họ trang trí, gồm có một loại hoa ở bên trên rất là cao và mình không biết rõ tên, tuy nhiên thì nó có hai màu trắng và màu vàng. Ở bên dưới thì trồng một số các loại hoa cánh bướm khác đủ màu nữa. Thật sự rất là sinh động và nhìn rất là đẹp. Loại hoa này thì loại cánh bướm ở Việt Nam rất là nhiều, tuy nhiên thì cái loại hoa cao cao ấy thì mình cũng ít thấy. Một lần hình như mình gặp thấy ở Đà Lạt là có loại hoa cao như vậy. Và bây giờ đầu tiên thì phải check in ở ngay ngoài cổng này đã. Mọi người hãy cùng đi chụp ảnh với mình nào. Ở ngay cổng vào thì sẽ thấy một cái hàng cây như thế này. Ở những cái nơi cái du lịch thì họ hay là thiết kế những cái hàng cây như thế này. Cảnh đẹp quá các bạn ạ, chụp ảnh tí chụp cháy máy luôn. Máy mình sắp phun dung lượng đến nơi rồi. Wow, rất là đẹp, rất là thích. Mà trời rất là mát nữa. Hôm nay ở đây cũng không có đông người lắm, đi chơi rất là thoải mái, rất là đẹp. Ở đây những cái cây này đều là cây hoa anh đào hết. Cây hoa này cây hoa trắng. Ôi, thác nước này đẹp chưa. Ngồi đi. Ngồi đấy. Ngồi bên này thì nó bị ngược nắng, ngồi bên đây đi. Ngồi đây em chụp nó chụp sát ở chỗ này. Đây này, đi vào đây. Chui vào cái cây này chụp kiểu đi. Đúng rồi, chị vào đi. Ồ, nhìn cũng dễ thương mà. Đây gọi là mê cung cây. Không, màu này nó hoang dã lắm. Mùa này nó màu này. Đây nó này nó kiểu cho nó nổi. Đúng rồi, chị nổi đi. Cúc bỏ áo nữa. Là cái đây nó là cái gì nhỉ? Giống như là một cái cỗ máy thời gian. Cảnh ở đây thì bây giờ rất là tự nhiên. Tuy là đầu xuân rồi nhưng mà cây vẫn chưa mọc nhiều lá lắm. Hàn Quốc bây giờ là cuối tháng 3 đầu tháng 4, tuy nhiên thì vẫn còn khá là lạnh. Rất là nhiều cây vẫn còn đang chọc lá và đã bị rụng hết vào mùa đông rồi. Nhiều cây thì bây giờ đang chuẩn bị đơm hoa và bây giờ thì các chị em đang rất là say mê chụp ảnh. Nhìn cảnh sơ sát như thế này thôi chứ lên cảnh thì lên ảnh rất là đẹp và rất là hoang dã các bạn ạ. Nhìn cảnh như thế này nhưng mà mình rất là thích và cảm thấy rất là thoải mái. Và đây là một cây cầu rung các bạn ạ.
Lên cây cầu này thì các bạn có thể rung thoải mái và có thể chụp ảnh nữa. À, rất là đẹp đó. À, và ba chị em đã đi chụp hình được một tiếng rồi mà bây giờ vẫn chưa hết nơi chụp hình. Bây giờ lại đi tiếp đây. À, hôm nay rất là thích và rất là vui. Đi qua một cái cầu là còn sập sình nữa các bạn ạ. Cầu sập sình. Thật ngã. Ôi ôi ôi. Trong mặt đây ngã đây. Ôi ôi. Thật là nguy hiểm. Nguy hiểm quá đi. Chị ơi, chị có dám sang không? À chị ơi, cầm kính cho tao rồi. À. Đâu? Trên lần kia không có chỗ đẹp nữa. Ừ, lên trên đấy, lấy cái chỗ nào có hoa đó. Không có hoa. Không có hoa hả? Bây giờ đang mùa hoa tulip mà. Đẹp lắm. Wow. Cảnh rất là đẹp các bạn ạ. Đi qua cái cầu nó rung đưa mà quay đau hết cả đầu đi. Đâu ạ? Cái đoàn phun nước này mình chụp với con một lần đấy. À. Ôi giời ơi. Quay hết cả đầu luôn này. Hôm nay đi chơi rất là vui. Lâu lâu mới có một khoảng thời gian được đi chơi như thế này. Hôm nay thì mình đi chơi thì chồng mình đi làm nông. Hôm nay định đi với chồng cơ nhưng mà đi với hai chị em gái ở đây cho nên là chồng cho ra rìa các bạn ạ. Chồng cho đi làm nông rồi. Chồng mình hôm nay ra ruộng đi làm còn mình đi chơi. Vậy mà chồng cũng không ý kiến gì đâu. Chồng mình cũng rất là dễ tính. Đây có rất là nhiều hoa tulip, bây giờ họ đang trồng như thế này và có lẽ là tầm một tháng nữa thì mới có hoa đẹp được. Đi chơi mà cái lúc hoa nó nở rộ thì chắc là rất là đẹp. Iris Garden. Cảnh thì nó cũng rất là tự nhiên đúng không? Họ thiết kế rất là đẹp và tự nhiên, nói chung là rất là thích. Vé vào cửa là 9.000 won, khoảng 180.000 tiền Việt. Và đây là một nơi đài phun nước rất là đẹp các bạn ạ. Đây có một hồ nước và rất là sạch sẽ. Đài phun nước đằng sau nữa, cảnh rất là đẹp đúng không ạ? Tinh tinh. Bây giờ nắng rất là ấm. Đi lại đây. Rất là thoải mái. Ok. Xin chào tất cả các bạn và đây là đài phun nước ở nơi mình đến chơi đây và đây là Jay's Garden. Và bây giờ các chị em đang chụp ảnh ở đây rất là đẹp. Nước thổi rất là mát, hôm nay nắng cũng rất là đẹp nữa. Đúng là một ngày đi chơi rất là thích thú và vui vẻ. Hy vọng mọi người nếu mà đến Kangwon-do thì cũng nên đi thăm những cái vườn, những công viên cây như thế này. Rất là đẹp và tự nhiên, mình thật sự hôm nay cảm thấy rất là vui. Chị ơi, làm cái kiểu du mông như cái này này. Cảnh bên dưới đẹp chưa? Bây giờ đang ở bên trên đài phun nước này các bạn, rất là đẹp đúng không ạ? Cái này là cái gì đây? Với cây. Dài chưa? Rồi. Ừ. Chưa, cái mông bé tí thế kìa, mà đòi to kìa. Cong mạnh vào. Nữa. Chưa. Chưa. Mông nhỏ lắm. Ừ. Đi theo bên này nào, du bên này. Ừ. Vô đi. Đâu, chỉ bằng lửa thôi. Bằng lửa à? Ừ. Đấy, to hơn. Chưa to. To hơn nữa. Mới bằng một lửa bên kia. Em thấy nó không vẻ. Không, đằng kia nhìn nó khác, đằng này nhìn khác chứ ơi. Ừ. Đằng này đi. Không, đằng kia quay rồi. Đằng này không quay nữa. Mới quay được, mới được bằng lửa bóng của người ta mà còn rơi cái to chưa kìa. Mày lửa tao phải không? Mày lừa tao hả? Còn đây là một dòng suối. Tuy là dòng suối nhân tạo, tuy nhiên thì cũng rất là nhìn họ tạo hình rất là tự nhiên và một suối đang chảy. Bây giờ là tháng 3 cho nên là suối ở Hàn Quốc thì băng đã tan rồi và nước thì chảy róc rách như thế này.
Nước suối thì cũng rất là trong xanh và rất là sạch nữa. Và bây giờ mình đang ngồi vi vu ngắm cảnh ở đây. Rất là mát và chụp hình những cái bức hình rất là đẹp. Đằng sau. Nhanh, selfie. Được chưa, đẹp chưa? Nào đó, Cúc, chỉnh anh. Rồi, ok. Tôi ơi. Cái đường cây này đẹp. Nào, nó độc quần đạo rồi, chị em mình chụp. Đi cô ơi, lên đi, đẹp mà. À, kế hoạch ngày hôm nay của các chị em đó là đi chơi ở đây xong thì sẽ lên vườn dâu tây. Lên vườn dâu tây chơi một vòng rồi mới về. Tuy nhiên thì ở đây đẹp quá và mất rất là nhiều thời gian nên có lẽ là không thể lên vườn dâu tây được. Và chỉ được chụp ảnh ở đây thôi. Ở chỗ này thì đây là một mảng xanh rất là nhỏ của cái khu rừng này. Và những cái cây xanh này có lẽ là một loại cây mà ra lá sớm hoặc là vào mùa đông thì lá nó không bị rụng cho nên là bây giờ nó mới xanh như thế này. Bình thường thì những cái cây ở Hàn Quốc thì đa số là bị rụng hết lá đúng không ạ? Các bạn có thể thấy những cái cây to ở trên núi kia thì đã rụng hết rồi và lá vẫn chưa mọc lên. Sau một cơn mưa mùa xuân thì vào khoảng cuối tháng 5 và đầu tháng 6 thì lá nó mới mọc rất là nhiều. Bắt đầu đi lên đồi đây. Ở trên này đây là một khu du lịch sinh thái, đến để ngắm cảnh và đi lên núi. Thường thì leo lên những ngọn núi, xong rồi nó có đường lên đường xuống. Và trên đường đi thì họ trang trí cảnh quan rất là đẹp. Ở đây có một cây hoa cẩm tú cầu khô và các bạn có thể thấy cây hoa cẩm tú cầu khô rất là to và đẹp. Vâng, ngồi đẹp quá. Đấy, chị gái đang selfie đấy, siêu chưa? Đi nào, bây giờ đi đâu? Trời ơi, đẹp ơi, đẹp. Cái đoạn này nữa hả? Đoạn này xem nào. Ở đó đẹp đấy, cứ đi vào trong rừng này là đẹp luôn. Xem có quên gì không? Em là em đi chơi, em hay quên đồ lắm các bác ạ. Cho nên là suốt ngày cứ phải xem có quên cái gì không chứ. Ôi, đấy, rừng cảnh đẹp tự nhiên mà nhìn rất là đẹp mà thoáng. Không khí thì trong lành, rất là mát mẻ. Đến cái ghế, chạy đến cái ghế đi Cúc, chạy đến cái ghế đi. Đó. Đẹp quá. Hồi nhỏ thì em cũng hay đi vào những cái khu rừng như thế này. Tuy nhiên thì vào chỉ để chặt rừng mới phá cây thôi các bạn ạ. Và bây giờ lớn rồi thì mới được đi chơi, mới được đi vào những khu rừng đẹp như thế này. Và bây giờ đã chụp hình xong, chơi chán chê được 3 tiếng rồi các bạn ạ. Chụp hình những 3 tiếng đồng hồ, bây giờ chuẩn bị đi về đây. Bây giờ phải đi kiếm cái gì ăn đã, bây giờ thì cũng đói rồi. Đi lại mất rất là nhiều năng lượng và hôm nay thực sự chụp được rất là nhiều ảnh đẹp ở đây thì thật sự rất là tuyệt vời. Và mình sẽ review lại cho các bạn cái cảnh Jay's Garden, Thang Vân Đô, Hàn Quốc nhé. Bây giờ mình sẽ đi ăn, không biết là nên ăn cái gì đây, chắc là đến về gần nhà sau đó kiếm quán nào ngon ngon và ba chị em sẽ cùng thưởng thức một món nào đó. Và hôm nay thật sự là một ngày chơi rất là vui và hy vọng sẽ gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh và like video giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và đây là cái quán thịt nướng yêu thích của mình. Quán này thực ra thì rất là rẻ, mà đồ rẻ thì thực ra không có tươi lắm. Tuy nhiên thì ăn cũng rất là ok. Một người là 12.000 won tương đương với khoảng 240.000 tiền Việt. Và các bạn có thể ăn bao nhiêu tùy thích và ăn bất kỳ các loại thịt, loại tôm hay loại hải sản nào.